Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Bên đoàn 15 cao nguyên dợi bom chặn đà tiến của quân Ly Khai và Phong ro đang tiến về Buôn Ma Thuột. Kính thưa quý vị và các bạn, bên đoàn 15 tại cao nguyên ném bom chặn lực lượng quân đoàn dân chủ Ly Khai và người thượng còn gọi là Phong ro tiến về Buôn Ma Thuột và Pleiku sau khi một người thượng đánh bom tự sát tại tòa án thành phố Buôn Ma Thuột sau biến cố ngày 11 tháng 6 vừa qua. Chỉ có một thiếu niên bị cảnh sát Pháp bắn thiệt mạng cả nước Pháp chìm trong bạo lực và hỗn loạn. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, kể từ sau biến cố ngày 11 tháng 6, vùng cao nguyên như nóng lên từng ngày, khi các lực lượng đấu tranh, đòi tự do và tự trị như quân đoàn dân chủ ly khai, phung Gô, cùng với lực lượng quân đội chính quy binh đoàn 15 đã có các cuộc chạm trán quân sự khốc liệt tại khu vực các tỉnh trên cao nguyên. Trong một diễn biến kịch tính và theo các nguồn tin quân sự chúng thực có được, lực lượng không quân binh đoàn 15 được cho là đã ném bom các phương tiện khí tài quân sự của các lực lượng đội tự do trên những con đường dẫn đến thành phố Buôn Ma Thuột. Con số thương vong vẫn chưa được rõ. Trước đó, các máy bay trực thăng của quân đội binh đoàn 15 đã nổ súng vào một đoàn xe của lực lượng quân đoàn dân chủ ly khai đang tiến hơn nửa đường về phía tỉnh lỵ Buôn Ma Thuột. Nhưng việc này dường như không thể làm chậm bước tiến chấp nhoán của quân ly khai và phung khi họ tuyên bố rằng lực lượng họ đã chiếm giữ các địa điểm quân sự ở cư Mara. Trước đó, thủ lĩnh người thượng Koso đã tuyên bố các đơn vị Fungo sẽ tiến vào tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông nơi giáp với biên giới Campuchia để đòi công lý. Trong lúc đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố video ghi cảnh UAV cảm tử Lancet của binh đoàn 15 đánh thẳng vào một xe tăng quân ly khai cũng như một trạm tác chiến điện tử của họ trên hướng biên giới giáp Campuchia. Video bao gồm cả góc nhìn thứ nhất từ camera gắn trên mũi UAV cảm tử lẫn góc nhìn thứ ba từ camera của UAV chính xác ghi lại bối cảnh rộng lớn hơn. Có thể thấy các mục tiêu quân ly khai đã được ngụy trang kỹ càng nhưng vẫn bị phía binh đoàn 15 phát hiện và tấn công. UAV cảm tử lao nhanh vào mục tiêu và một quần lửa bùng lên. Lancet là UAV sát thủ hàng đầu của quân đội Việt Nam hiện nay. Cũng theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Việt Nam. Lực lượng pháo binh, binh đoàn 15 đã phá hủy một trạm liên lạc Stalin và một trung tâm kiểm soát UAV gần huyện Cư Đôn. Trong diễn biến liên quan đến các vụ đụng độ, chỉ trong vòng một tuần qua, lực lượng quân ly khai và phun gô ưu tiên đánh thẳng và đánh chính xác vào các cơ sở chỉ huy của quân đội binh đoàn 15, nơi tập trung nhiều sĩ quan cấp cao, từ đó làm suy giảm tinh thần chiến đấu của đối phương. Nhằm đạt mục đích này, lực lượng ly khai đòi tự do sử dụng vũ khí chính xác cao dẫn đường bằng laser. Hãng thông tấn CNN mới đây công bố một đoạn video ghi cảnh pháo binh liên quân ly khai sử dụng đạn Gaspon dẫn đường bằng laser để tiêu diệt một sở chỉ huy của binh đoàn 15 tại Teleku. Được biết đạn pháo Gaspon được thiết kế chuyên để xóa sổ xa tăng và công sự kiên cố của đối phương chỉ bằng một phát bắn. Đầu tiên, khẩu đội quân ly khai xác định chính xác vị trí mục tiêu và đánh dấu nó bằng thiết bị chỉ thị mục tiêu laser. Sau đó pháo tự hành sẽ phóng quả đạn có dẫn đường. Khi ở trên không, quả đạn sẽ dò tìm năng lượng laser bức xạ được mục tiêu phản xạ sau đó quả đạn sẽ lao xuống va chạm trực tiếp với mục tiêu và hủy diệt nó. Trong một động thái ăn miếng trả miếng, quân binh đoàn 15 vào ngày 4 tháng 7 vừa qua đã dội hỏa lực tấn công điểm tập kết binh sĩ và vũ khí của quân đoàn ly khai dân chủ và lực lượng phun rô của người thượng. Được biết, các lực lượng đặc nhiệm binh đoàn 15 đã tấn công ba nhóm binh sĩ liên quân ly khai gần khu vực Con Tum. nó được mệnh danh là ngã ba Đông Dương khi tiếp giáp cả Lào và Campuchia. Phát biểu với báo chí, người phát ngôn của binh đoàn 15 cho biết trong 24 giờ qua, các lực lượng binh đoàn 15 tiếp tục chiến dịch tấn công trên các khu vực trọng điểm tại cao nguyên. Ở mặt trận Con Tum, các đơn vị phòng thủ đã đẩy lùi thành công chính đợt tấn công của đối phương vào các khu vực thuộc Tân Cảnh trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, tại khu vực biên giới ngã ba Đông Dương, binh đoàn 15 cũng đã tấn công 3 điểm tập trung nhân lực và thiết bị của lực lượng phung gô và quân đoàn dân chủ ly khai. Trước đó, lực lượng công an và cơ động đã phong tỏa tòa án trung tâm Buôn Ma Thuột sau vụ nổ nghi do đánh bom tự sát. Sau khi xảy ra một vụ nổ lớn bị nghi ngờ do một người thượng đánh bom liều chết, video do một người dân đăng tải cho thấy lực lượng cảnh sát đã phong tỏa một tuyến đường và xe cứu thương được điều động đến gần hiện trường. Ít nhất 5 xe cứu thương và một số phương tiện chữa cháy đã được triển khai. Hãng tin Gaster dẫn thông tin từ cơ quan quân sự thành phố Buôn Ma Thuột xác nhận vào lúc 17 giờ 20 phút ngày 5 tháng 7 đã xảy ra một vụ nổ tại tòa án tỉnh ở khu vực trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Theo thông tin sơ bộ, một người đàn ông đã đến kích nổ một quả bom mang trên người khi đến dự một phiên xét xử các bị cáo liên quan đến vụ ngày 11 tháng 6 vừa qua. Chưa có thông tin về thiệt hại sau vụ đánh bom tự sát này. Tại Pháp, bạo động đã bùng lên từ hôm 28 tháng 6 năm 2023. Sau vụ Nahid, một thiếu niên 17 tuổi ở thành phố Nantesa ngoài ô phía tây Paris bị một viên cảnh sát bắn chết vì từ chối tuân lệnh. Đây là lần thứ hai trong tháng 6 này, cảnh sát Pháp bắn chết người vì bất tuân lệnh. Vụ việc đã châm ngồi cho một cuộc bạo loạn khiến nước Pháp như đang chìm trong bạo lực và hỗn loạn cho tới nay. Thời lượng còn lại cũng trình thời sự là bản tin quốc tế. Mỹ chuẩn bị cam kết an ninh kiểu Israel cho Mỹ sẵn sàng đưa ra một thỏa thuận an ninh tương tự thỏa thuận với Israel thay vì kết nạp Ukraine vào NATO lúc này. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Tôi nghĩ giờ chưa phải lúc kết nạp Ukraine vào NATO. Theo tôi, chưa có sự nhất trí trong NATO về việc có nên đưa Ukraine vào gia đình NATO hay không vào thời điểm giữa một cuộc chiến. Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 7 tháng 7 chủ nhân Nhà Trắng lý giải, kết nạp Ukraine đồng nghĩa với việc liên minh này phải cam kết bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của Ukraine. Nếu xung đột Nga và Ukraine tiếp tục kéo dài, việc kết nạp Ukraine có nghĩa là tất cả chúng ta sẽ bị kéo vào cuộc chiến. Chúng ta sẽ rơi vào một cuộc chiến trực tiếp với Nga, ông Biden nói. Ông Biden lưu ý thêm, một điều tôi đã chỉ ra là Mỹ sẵn sàng đưa ra cam kết an ninh giống thỏa thuận với Israel cung cấp vũ khí họ cần để giúp họ tự vệ. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh, điều kiện cho cam kết này là một lệnh ngừng bắn và một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Hiện không rõ ngầm ý của ông Biden. Xong đến nay, Ukraine phản đối kịch bản đóng băng xung đột hay ngừng bắn. Cam kết an ninh kiểu Israel được New York Times đề cập lần đầu tiên vào tháng trước, dùng để mô tả một cam kết có thời hạn về việc duy trì cung cấp vũ khí phương Tây cho Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga và Ukraine nổ ra cách đây 17 tháng, Mỹ và các đồng minh đã viện trợ hơn 100 tỷ USD vũ khí đạn dược cho Kiev. Theo New York Times, Mỹ và NATO đang thảo luận về một thỏa thuận an ninh dành cho Ukraine, ưu tiên chuyển giao vũ khí và công nghệ tiên tiến và thỏa thuận này có thể được ký kết sau hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 11 đến ngày 12 tháng 7 tại Lithuania. Phát Rai, Bertier, cựu giám đốc chính sách của NATO, cho biết Mỹ sẽ đóng vai trò là người đảm bảo chính cho thỏa thuận an ninh với sự tham gia của các thành viên NATO ở châu Âu. Một quan chức chính quyền Mỹ cho biết cam kết an ninh kiểu Israel được đánh giá một cách để giải quyết cốt lõi các vấn đề an ninh của Ukraine trong bối cảnh Kiev khó đạt được tư cách thành viên NATO trong tương lai gần, Ukraine từ lâu đã thay đổi mục tiêu trở thành thành viên của NATO. Liên minh quân sự gồm 31 thành viên do Mỹ dẫn dắt. Tuy nhiên, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 28 tháng 6 nêu rõ bất cứ cuộc đàm phán nghiêm túc nào về việc kết nạp Ukraine chỉ diễn ra sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc. Israel không phải là thành viên của NATO, nhưng có mối quan hệ đặc biệt với Mỹ, với tư cách là đối tác tin cậy nhất của Washington ở Trung Đông. Israel cũng là nước nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến thứ hai. Hỗ trợ của Mỹ cho Israel hiện được vạch ra trong các thỏa thuận 10 năm và trong thỏa thuận gần đây nhất. Washington cam kết cung cấp 38 tỷ USD viện trợ quân sự từ năm 2019 đến năm 2028. Trong một diễn biến tiếp theo, Nga mở chiến dịch trấn áp quay nơ ở Syria vào ngày nhóm nổi loạn. Truyền thông Anh đưa tin, Moscow và Damascus dường như đã mở một chiến dịch nhằm trấn áp lực lượng quay nơ ở Syria vào ngày nhóm quân sự tư nhân này nổi loạn tại Nga. Gaster dẫn 6 nguồn thạo tin cho biết, vào ngày 24 tháng 6, khi quay nơ tiến hành cuộc nổi loạn tại Nga, chính quyền Damascus và các chỉ huy quân đội của Moscow dường như đã thực hiện hàng loạt các biện pháp nhanh chóng nhằm trấn áp lực lượng quay nơ đang triển khai tại Syria. Theo các nguồn tin ẩn danh, đây được coi là nỗ lực nhằm ngăn vụ nổi loạn lan rộng tới Syria, địa bàn mà quay nơ đã, đã hoạt động trong nhiều năm qua. Gauter cho hay, Syria và Nga dường như đã chặn các đường dây điện thoại, Internet của Quayner để ngăn hoạt động liên lạc nội bộ trong lực lượng. Triệu tập hàng chục chỉ huy của nhóm quân sự tư nhân tới căn cứ của Moscow tại Latakia. Tại đây, Moscow dường như yêu cầu các thành viên Quayner ký hợp đồng mới Bộ Quốc phòng Nga hoặc rời ngay lập tức khỏi CIA. Nguồn tin từ cơ quan an ninh đã mật Hết cho biết cả chính phủ CIA, Bộ Quốc phòng Nga và Quayner đều chưa lên tiếng về thông tin này khi Gauter liên lạc. Theo các nguồn tin ở Damascus, các động thái trên cho thấy CIA và Nga đã hành động một cách rất nhanh chóng để kiểm soát mối đe dọa tiềm tàng từ quay nơ. CIA dường như lo ngại đối tác quân sự chủ chốt là Nga có thể bị phân tâm vì cuộc nổi loạn ở quê nhà. CIA chưa công khai bình luận về vụ nổi loạn của quay nơ cuối tháng trước, nhưng các nguồn tin nói rằng nước này dường như đã tỏ ra bất an khi họ theo dõi các sự kiện. Trước khi quay nơ đồng ý thương lượng, Syria dường như cảm thấy lo ngại vụ nổi loạn có thể ảnh hưởng tới sự hiện diện quân sự của Nga tại quốc gia Trung Đông. Theo hai nguồn tin từ Damascus, trước vụ nổi loạn, quay dường như có 250 đến 450 nhân sự ở Syria, bằng 1 phần 10 so với quy mô lực lượng Nga. Chưa rõ con số này sẽ thay đổi thế nào trong thời gian tới. Nga đã triển khai lực lượng quân sự tới Syria vào năm 2015, giúp Tổng thống chính quyền Bashar al-Assad đẩy lùi khủng bố IS và các nhóm vũ trang đối lập do Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Quayner được cho cũng tham gia vào các nhiệm vụ chiến đấu và đảm bảo an ninh cho các cơ sở khai thác dầu ở Syria. Sau khi Quayner tuyên bố nổi loạn, một nhóm sĩ quan quân đội Nga dường như đã nhanh chóng được phái đến CIA để kiểm soát tình hình liên quan tới lực lượng quân sự tư nhân. Sau khi Nga yêu cầu các thành viên quay nơ ở CIA ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng hoặc rời quốc gia Trung Đông, hàng chục người đã chọn lên máy bay Ilyushin của Moscow để rút khỏi CIA. Theo nguồn tin, con số này được xem là gây bất ngờ cho giới chức CIA vì Damakot cho rằng số lượng thành viên quay nơ chọn không ký hợp đồng sẽ lớn hơn. Theo chuyên gia Nawa Saban từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Omran, Thổ Nhĩ Kỳ, vai trò của Quayner ở Syria dường như đã không còn giống trước đây. Với các sự kiện này, tôi cho rằng quan hệ của họ với Bộ Quốc phòng CIA dường như đã khép lại, ông phỏng đoán. Trong một diễn biến tiếp theo, vì sao Mỹ bật đèn xanh gửi loại vũ khí gây tranh cãi tới Ukraine? Mỹ giải thích lý do quyết định gửi bom chùm loại vũ khí gây tranh cãi tới Ukraine sau thời gian dài cân nhắc. Lò Năm Góc ngày 7 tháng 7 thông báo sẽ cấp bơm trùm cho Ukraine trong khuôn khổ gói viện trợ mới nhất trị giá 800 triệu USD. Tổng cộng từ đầu chiến sự tới nay, Mỹ đã viện trợ quân sự cho Ukraine 40 tỷ USD. Hôm nay, Bộ Quốc phòng đã công bố hỗ trợ bổ sung để đáp ứng các nhu cầu quốc phòng và an ninh quan trọng của Ukraine gói này sẽ cung cấp cho Rana các hệ thống pháo và đạn dược, bao gồm đạn dược cải tiến thông thường lưỡng dụng DPECM hiệu quả cao và đáng tin cậy. Thông báo viết, đề cập tới thuật ngữ khác của bom chùm. Mỹ cho biết giới chức quốc phòng đã tham vấn rộng rãi với quốc hội, các đồng minh và đối tác của Washington khi ra quyết định này. Vũ khí gây tranh cãi, đạn chùm hay bom chùm khi kích nổ sẽ phân tán các viên đạn nhỏ ra khu vực rộng lớn. Các viên đạn nhỏ có thể không phát nổ hết khi được giải phóng ra và có thể gây rủi ro lâu dài cho bất cứ ai chạm phải, tương tự mình. Đạn chùm đã bị 123 quốc gia cấm vì sự nguy hiểm của vũ khí này về mặt lâu dài đối với thường dân, bao gồm hầu hết các thành viên NATO. Theo CNN, cả Nga và Ukraine được cho đều sử dụng bom chùm, đạn chùm kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng từ cuối tháng 2. Cả Mỹ, Nga, Ukraine đều từ chối tham gia vào một hiệp ước năm 2008 cấm sản xuất, sử dụng và cất trữ bom đạn chùm. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jay Sullivan năm 7 tháng 7 thừa nhận Chúng tôi hiểu rằng bom chùm gây ra rủi go cho dân thường từ các vật liệu chưa nổ nằm gãi rác trên các khu vực đó là lý do vì sao chúng tôi chần chừ với việc cấp loại vũ khí này cho Ukraine. Mỹ giải thích lý do Ông Sullivan đồng thời giải thích lý do Mỹ cấp đạn chùm, nhưng cũng có nguy cơ về mối đe dọa lớn cho dân thường Ukraine nếu quân đội và xe tăng Nga tiếp tục tiến tới các vị trí của Kiev, giành thêm quyền kiểm soát lãnh thổ Ukraine vì Kiev không có đủ phá binh. Điều đó không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Ông Sullivan đảm bảo rằng việc cung cấp bom chùm cho Kiev không phải là trang bị vũ khí cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga. Mỹ sẽ không gây chiến với Nga ở Ukraine và Mỹ không cung cấp vũ khí cho Ukraine để tấn công Nga. Chúng tôi không khuyến khích hoặc cho phép các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga từ Ukraine. Quan chức này nói. Ông Sullivan nói rằng bơm chùm được gửi đến Kiev sẽ có tỷ lệ phát nổ không cao hơn 2,5%. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Cohn cho hay, Kiev đã đưa ra cam kết bằng văn bản với Washington rằng họ sẽ không sử dụng các quả bom trùm trong khu đô thị dân cư và họ sẽ lưu lại thông tin về nơi họ sử dụng các quả bom. Điều này sẽ đơn giản hóa các nỗ lực rà phá bom mìn sau này. Theo lầu năm gốc, việc cấp bơm chùm do Mỹ nhận thấy tính cách tấp bách của thời điểm hiện tại. Ukraine đang trong cuộc phản công và rất khó khăn để vượt qua phòng tuyến của Nga vì Moscow đã có 6 tháng để chuẩn bị vành đai phòng thủ.